tiếp theo tập trước hữu ca ngồi phân tích hóa ra là thế nói như vậy thì có lẽ bọn họ đã nhầm rồi cố phi ngạc nhiên hỏi nhầm gì hữu ca giải thích đoạt bảo dương và tìm bảo dương trông bề ngoài thì giống nhưng nội dung là khác biệt đoạt bảo dương loại nhiệm vụ này không hề có hướng dẫn bởi nó là tùy cơ mà xuất hiện là đối chiến giữa song phương bên công ty game cũng rất thoải mái cho chuyện này xảy ra cố phi giơ ngón tay cái lên tán thưởng không hổ là hữu ca phân tích rất có đạo lý hữu ca ngạc nhiên hỏi lại cậu hỏi cái này làm gì gia nhập hành hội rồi à? Cố phi giật nảy lên đáp, nào có, chỉ là tôi chạy tới vân giao hồ. Trong lòng lại nghĩ, nói bản thân đi lăn lộn với một cô nương, kiểu gì cũng bị cười vô mặt. Thế nhưng, vừa nói đến đây, hữu ca đã nở nụ cười đê tiện. Vân giao hồ hả? Chỗ đấy là chỗ đám tình lữ hay lăn lộn lắm, làm sao mà? Hế hế, cố phi hoảng hồn, chết mày, càng nói càng khó giải thích rồi. Thế là tên này lấp liếm, tôi chỉ là chạy qua đó mà thôi lại còn gặp phải ngự thiên. Tên nhóc đó đang làm nhiệm vụ đó, hữu ca ngạc nhiên hỏi ngự thiên gia nhập hành hội rồi à cái này sao tôi chưa nghe nói tới nhỉ cô phi trả lời ngự thiên là người phụ trách bảo vệ cái dương đó nghe nói bọn họ không phải bị tập kích thì bị bối thư giết nghe có vẻ như toàn cao thủ vậy hữu ca tu rượu ừng ực rồi nói ựa ừ, thực lực không tồi vân đoạn thành sợ chỉ có một nhà mà thôi uống xong thấy chưa đã thèm hữu ca lại gọi chủ quán trà rượu ngon tiểu lôi cho thêm ly nữa đi. cô phi chắn nản hỏi hữu ca thay đổi nhanh dữ vậy hữu ca nói với cô phi hành hội đó tên tung hoành tứ hải cố phi tỏ ra ngạc nhiên thẩm mỹ tung hoành tứ hải tên gì tục thế vẫn nên sớm báo cho mọi người biết thôi hỏi được việc cần hỏi xong cố phi từ biệt hữu ca rượu thì cứ từ từ uống nhé tôi đi có chút việc hữu ca thắc mắc làm sao đi nhanh thế còn chưa có uống hết mà thế nhưng cố phi vừa quay đi đã thấy hữu ca chạy ra chỗ tiểu lôi tiểu lôi cho một chén ngon nhất đi tính nợ cho công tử đừng cho hắn biết nhé cố phi trong váng vì đã dạy hư một con người học gì mà nhanh giữ vải má chuyển cảnh đại bản doanh hành hội liệt liệt tính nóng như kem đập bàn cái chát tiểu vũ đừng có bảo vệ hắn mãi thế chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra được cái loại pháp sư kiểu đó làm sao đánh bại được cung tiễn thủ đáng sợ như vậy Đưa khác cũng tán thành đúng nha trang bị tên đó quá nát lại còn mặc linh tinh người ta kém tới cỡ nào thì cũng phải có được một bộ cấp 30 đây này tiểu vũ ấp úng phản bác cơ mà tôi chỉ là trợ giúp thôi còn tên cung tiền thủ đó là bị hắn đánh rớt từ trên núi xuống thất nguyệt lúc này vẫn cứ xem hai chị em cãi nhau nhất thời không nói gì liệt liệt vẫn cứ khăng khăng không tin đừng có nói thay hắn nữa cứ khen hắn mãi như vậy có khi nào cậu hi 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 tiểu vũ giật mình hả đừng có nói linh tinh bọn tôi chỉ là chiến hữu chiến hữu liệt liệt bật lại khỏi cần giải thích a ha ha trong lúc thất nguyệt còn đang ngơ ngác thì lạc lạc đi vào trần an đừng tự gây áp lực cho bản thân nữa thất nguyệt tỏ ra khó xử đáp lại lần này nếu như đúng là xảy ra chuyện thì tôi không muốn liên lụy tới mọi người Ôi! lạc lạc cao giọng hỏi đừng có ngốc không đồng cam cộng khổ sao là tỉ muội thuyền tới đâu cầu tự nhiên thẳng tới đó thôi đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra tiểu vũ và liệt liệt đồng thời quay lại nhìn cố phi đằng hàng mấy cái à ừm mọi người đều ở đây à vừa may tôi có chuyện tiểu vũ vui vẻ vẫy tay chào thiên lý bọn tôi vừa nhắc tới anh đó liệt liệt bịt mỏ rồi nghĩ cái tên này dám uống say vào rồi tới hành hội mấy chị em khác tỏ ra bất bình ghét nhất là cái mùi rượu cố phi bất giác lấy tay bịt mỏ rồi nói thật là ngại quá thật là ngại quá nói xong tôi đi liền thất nguyệt đứng lên rồi hỏi rốt cuộc cậu phải chạy tới tận đây là vì chuyện gì thế là cố phi bắt đầu giải thích là như này mấy chị em thấy thằng kia nồng nặc mùi rượu lập tức lùi lại thất nguyệt thấy mấy chị em phản ứng như thế liền nói mọi người ai có chuyện thì cứ lo chuyện của mình đi có chuyện tôi sẽ báo sau cố phi thấy thất nguyệt giải vây cho mình liền khách khí nói thất nguyệt hội trưởng cảm ơn ha thất nguyệt đáp lại không có gì nói đi cố phi đằng hắng cụ cụ tôi nghe ngóng được tin tức về nhiệm vụ lần này nhiệm vụ lần này của chúng ta hẳn là song hướng nhiệm vụ hai bên cùng nhau đoạt lấy bảo dương cho nên mới có xung đột thất nguyệt đáp lại cái này thì tôi biết rồi, bên hướng dẫn có ghi hết mà. Cô Phi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, đã biết rồi à, tin tức linh thông nhỉ. Vậy có biết đó là bên nào làm không? Thất Nguyệt tỏ ra tức giận nói, tung hoành tứ hải. Đám người đó lúc trước từng có va chạm với chúng ta. Cô Phi buồn rầu thầm nghĩ, còn tưởng mình giúp được cái gì. Hóa ra người ta còn sớm rõ ràng hơn cả mình. Thế là hắn nói, tôi chỉ biết được có vậy thôi, có gì tôi sẽ báo sau, đi trước nhé. Thất Nguyệt ôm mặt đáp lại, ừm, cảm ơn, chẳng qua giờ ra ngoài thì cũng phải cẩn thận tôi sợ đám người đó sẽ trả thù. Cố Phi ầm ở đồng ý, ừm, được, trong lòng hắn thầm nghĩ, bởi vì một cái nhiệm vụ mà cũng phải báo thù sao? Thất Nguyệt đột nhiên hỏi, "Này, Thiên Lý, không mang huy hiệu của hành hội à?" Cố Phi trả lời, "Bởi vì nó không hợp với tôi nên không có đeo." Thất Nguyệt sẵn dò, "Vậy tốt nhất là đừng đeo, bởi bọn họ sẽ không nghĩ tới trong hành hội nữ lại có nam ngoạn ra. cho nên cậu sẽ được an toàn." Cố Phi nghe xong, lập tức vẫy tay chào, "Ừm, được rồi, tôi đi trước nhé." Tiểu Vũ gọi với theo, "Thiên Lý, bye bye." Cô Phi giật mình hỏi, hóa ra cô vẫn ở đây à? Tiểu Vũ đáp lại, thì tôi lúc nào chả ở đây, không thịt xong nó tôi không chịu được. Nói rồi lấy cái búa nện vào cái đục, đục cái dương chăn chát. Cô Phi giật mình la lên, cuồng biến thái. Thế rồi tên này mở cửa ra, hắn chào lần nữa, đi nè, Tiểu Vũ cũng vẫy tay chào, bay, lạc lạc hỏi thất nguyệt. Không định nói chuyện đó cho thiên lý biết sao. Thất nguyệt trả lời, bớt một cái rắc rối là tốt nhất. Dù sao người ta cũng không định ở lại nơi này lâu. Nếu chúng ta không có hành hội thì tốt rồi giờ các tỷ muội đều phải chịu tội thay lạc lạc tỏ vẻ bình tĩnh đáp nếu phiền phức đã tới gõ cửa thì tốt nhất vẫn nên tìm cách xử lý đi thôi thất nguyệt đột nhiên hỏi lạc lạc hiện giờ có dòng binh đoàn nào có thực lực mạnh không lạc lạc hỏi lại muốn tìm người ngoài giúp đỡ thất nguyệt hết cách cũng chỉ đành nói bằng không thì sao đối phương có chiến thuật chiến lược trang bị kỹ thuật các kiểu hơn hẳn chúng ta lạc lạc tán thành nói cũng đúng một cái hành hội lớn như thế thất nguyệt cảm thán thật không ngờ hắn chỉ là ngẫu nhiên thôi cũng cùng một server với tôi lạc lạc thở dài hay dòng binh đoàn có thể đối kháng với tung hoành tứ hải chỉ sợ chưa có tồn tại thất nguyệt nảy ra một ý một cái không được thì dùng vài cái đi lạc lạc cảm thán tôi biết cậu không sợ tốn tiền cơ mà tiểu vũ đột nhiên chen vào tôi biết có một dòng binh đoàn ghê gớm lắm đó còn nhớ cái phó bản ô long động mà chúng ta đi đánh mỗi tội mắc mỗi tiểu quái mà đã chết rồi không phó bản khó thế đã bị một dòng binh đoàn hạ được có tính là ghê gớm không hả lạc lạc kinh ngạc hỏi phó bản đó đã có người qua rồi sao lúc nào vậy Tiểu Vũ lập tức trả lời, là hôm qua, Thất Nguyệt tỏ ra phấn chấn hỏi, xem ra bọn họ không phải dạng vừa đâu, dòng binh đoàn đó tên là gì, bao nhiêu người. Nghe mấy câu hỏi này, Tiểu Vũ đột nhiên nấc một cái, ốc, đầu óc cô ta đúng là quay cuồng. Lạc Lạc nói với Thất Nguyệt, đừng có tin tưởng quá vào não của Tiểu Vũ, để tôi đi đại sảnh dòng binh đoàn kiểm tra. Cô Phi lúc này vẫn chưa hết say, hắn thở dài chán nản, lại bị các cô nương vứt bỏ rồi, thôi thì sớm ngày thoát khỏi hành hội đi thôi. Sau đó hắn quay lại vấn đề, một thân trang bị này có khi cũng tới lúc phải thay rồi đấy nhỉ cái thứ trông ra hồn nhất là huy chương sd với cái pháp trượng thất nguyệt tặng cơ mà không biết kẻ địch của thất nguyệt có từ lúc nào nhỉ thử xem xem có tìm thấy không thế là hắn bắt đầu gõ lên màn hình tìm kiếm hai chữ thất nguyệt bảng thông báo hiện lên cho một đống tích oa lắm tin dữ vậy này chắc phải thu nhỏ phạm vi thôi cố phi lúc này chợt nhớ ra lạc lạc hình như chơi cùng thất nguyệt từ lâu rồi thế là hắn gõ lên màn hình tìm kiếm mấy chữ thất nguyệt lưu hỏa lạc hoa vô tình cố phi tròn mắt lên mà nhìn móa có hẳn cả bài viết lắm lượt xem nhường này sao đây là một câu chuyện về yêu và hận sự thực và dối trá lừa dối cùng bị lừa dối thất nguyệt trong câu chuyện đó là thất nguyệt lưu hỏa một người khẳng khái nhiệt tình trong trò chơi rất nổi danh cho tới khi gặp được một kẻ tên là bất tiếu bất tiếu lợi dụng quan hệ giữa hai người lừa thất nguyệt tới mức không còn gì hết thất nguyệt từ đó đau lòng ra đi tưởng rằng câu chuyện tới đó là dừng nhưng lúc này lại có thêm một nữ nhân khác xuất hiện à ta dùng thuật lừa đảo cao minh hơn lô sạch sẽ toàn bộ mọi thứ của bất tiếu bất tiếu cuối cùng cũng lựa chọn rời đi, có người đoán rằng cô gái đã lừa bất tiếu đó chính là Thất Nguyệt Lưu Hỏa, dục hỏa trọng sinh mà thành, Cố Phi đọc đến đây thì không nuốt nổi nữa, lượng thông tin hắn phải tiêu hóa là quá nhiều, thế là đưa tay tắt màn hình tìm kiếm, sau đó, câu chuyện này loanh quanh luẩn quẩn một hồi trong đầu hắn, Cố Phi nhớ đến biểu hiện của Thất Nguyệt, chẳng qua nói khẳng khái nhiệt tình cũng đúng thật, nếu như bài viết này viết chính là Thất Nguyệt hội trưởng, thế thì, cái tên bất tiếu đó chính là người tới gây phiền phức cho Thất Nguyệt rồi, Cố Phi lại nhớ đến vấn đề khác thực lực của đẳng cấp bây giờ cũng khó đoán thật nhưng rất nhanh hắn đã gạt đi thôi kệ gặp mặt thì tính sau đi chuyển cảnh đại sảnh dòng binh đoàn lạc lạc đến đây đã thấy một đống đứa xếp hàng cô ta cảm thán dòng binh đoàn đại sảnh đúng là đông thật mấy đứa kia không ngừng xì xào bàn tán cuối cùng lạc lạc cũng đã đến được chỗ npc lễ tân cô ta nói với npc tôi muốn kiểm tra tiến độ phó bản sau đó những bản thông tin liên tiếp hiện ra lạc lạc nhấn yên tục vào màn hình tích tích thông tin nhiệm vụ đã hiện lên chặt đầu sơn tặc tác đồ hiện giờ là nhiệm vụ đơn khó nhất là do một pháp sư ủy thác tình trạng nhiệm vụ đã hoàn thành thời gian là hôm qua còn dòng binh đoàn hoàn thành đó là công tử tinh anh đoàn lạc lạc có chút bất ngờ sau khi kiểm tra thông tin lạc lạc biết được đoàn trưởng là hàn gia công tử cái tên này cũng có quen mắt là một tên mục sư hóa ra hắn là người đứng đầu bảng mục sư xem ra năng lực khá nhưng mà thông tin khác làm cho lạc lạc ngơ ngác đây là đánh giá của người ủy thác công tử tinh anh đoàn trên màn hình lúc này hiện ra mấy chữ đánh giá tối cường pháp sư lạc lạc suy nghĩ đánh giá này không phải dành cho tên mục sư đứng đầu bảng đó có nghĩa là trong đoàn của hắn còn có người mạnh hơn tối cường pháp sư lẽ nào là tên phiêu lượng đứng đầu bảng pháp sư sao cái tên đó hình như cũng rất nổi danh trong trò chơi khác nếu như thật sự như thế thì dòng binh đoàn này thực lực không tồi a à. nghĩ xong lạc lạc tìm đến cửa sổ kết bạn hệ thống thông báo ngài có muốn thêm hảo hữu với ngoạn gia hàn gia công tử xác nhận hay hủy bỏ lạc lạc đưa tay nhấn vào nút xác nhận tích chuyển cảnh quán rượu tiểu lôi chuông cửa vang lên đinh đong hàn gia công tử ngạc nhiên hỏi cô là lạc hoa vô tình lạc lạc che mũi xác nhận đúng thế anh hẳn là hàn gia công tử của công tử tinh anh đoàn trong lòng thẩm mỹ mùi rượu nồng nặc quá hàn gia công tử nhanh chóng gọi chủ quán tiểu lôi tiểu lôi thò mặt vào hỏi có gì phân phó không anh dai? công tử yêu cầu thu dọn cái phòng dùng đi chúng tôi có chuyện cần bàn đúng là công tử tinh tế quá mà lạc lạc nhìn tiểu lôi đi và nói với mọi người lập tức có hai chén hoa quả cho hai vị liền cô ta thẩm mỹ đây hẳn là người có tiền trong bình hành thế giới ông chủ quán rượu tiểu lôi trong bề ngoài có vẻ tầm thường a à. lúc này hàn gia công tử đi vào chuyện chính hắn cất lời hỏi lạc lạc cô tới tìm tôi là vì lạc lạc cười vui vẻ trả lời hơ là tôi muốn biết trước xem dòng binh đoàn các vị có bao nhiêu u người hàn gia công tử thần nhiên trả lời sáu mạng nghe xong lạc lạc choáng váng giật hết cả mình hớ chỉ có mấy người thôi à tôi còn tưởng đúng là thất vọng tràn trề hàn gia công tử lại nhắc ly rượu lên và giải thích tinh anh đoàn quý ở tinh chứ không phải nhiều lạc lạc tỏ ra nghi ngờ chỉ có mấy người mà hoàn thành được nhiệm vụ tác đồ. Hàn Gia công tử xác nhận, "Đúng, bọn tôi lạc lạc vui vẻ reo lên. Nếu thật sự là như vậy, vậy có thể giới thiệu cho tôi mấy người còn lại không?" Hàn Gia công tử đề nghị, "Không bằng nói trước xem nhiệm vụ của cô là gì, nếu như không phải chuyện bọn tôi hứng thú thì không cần bàn tiếp đâu." Lạc Lạc tỏ ra thất vọng hỏi, "Nhiệm vụ gì mới làm mấy người hứng thú chứ?" Hàn Gia công tử giải thích, "Nghe có vẻ không thể hoàn thành được, ý hắn là nhiệm vụ có độ khó cao, càng cao càng tốt." Nghe xong, Lạc Lạc kiên định hỏi, giúp chúng tôi đối phó với tung hoành tứ hải nhiệm vụ như này thế nào hàn gia công tử lập tức trở nên có hứng thú hỏi ồ vậy nói nghe xem đi thời gian qua đi hàn gia công tử hỏi lạc hoa vô tình toàn quân bị diệt sao lạc lạc giải thích chúng tôi thực lực không đủ mà đối phương có chuẩn bị mà tới hàn gia công tử trấn an không hề gì bọn họ rất nhanh sẽ không còn là hành hội lớn nhất nữa lạc lạc hỏi lại vì sao chứ hàn gia công tử đầy vẻ tự tin đáp bởi vì cô thuê dòng binh đoàn bọn tôi lạc lạc chóng váng thẩm nghĩ tên này làm sao tự tin thế chỉ có 6 người, đối diện với một cái hành hội mạnh nhất mà dám cuồng ngôn vậy sao? Hàn Gia công tử sau khi bú một hớp rượu rồi nói tiếp, "Hiện giờ, tôi chỉ cần biết một chuyện." Nghe xong đến đây, Lạc Hoa vô tình không biết phải nói gì, cứ do dự một hồi, Hàn Gia công tử đột nhiên phán một câu, "Được rồi, tôi biết phải làm sao rồi." Lạc Lạc giật mình, "Hả?" Hàn Gia công tử nói luôn, "Mục tiêu chủ yếu của mấy người chính là bất tiếu không phải sao?" Lạc Lạc nghe xong, lập tức hoang hoang mà hỏi Hàn Gia công tử, "Anh làm sao mà biết được?" Hàn gia công tử thản nhiên nói ra tám chữ, lạc hoa vô tình, thất nguyệt lưu hỏa, thân là một ngoạn gia lâu năm, mấy cái tin bắt quái chấn động như này thì vẫn nên biết. Mấy người lần này nếu chỉ đối phó bất tiếu không thì không đủ. Thành viên hạch tâm của tung hoành tứ hải, tất cả đều lột sạch, thế nào? Lạc lạc vào để luôn. Vậy, giá tiền mấy người đặt ra thế nào? Nhưng mà Hàn gia công tử đã kéo ghế đứng dậy, hắn vén rèm ra rồi đáp, cái đó thì không gấp, chuyện thành rồi lại nói tiếp. Lạc Hoa vô tình cũng đứng dậy đi ra theo sau, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này làm sao lại cứ thần bí vậy chứ đột nhiên có tiếng hét chói tai của hàn gia công tử vang lên là thành nào gọi đây việc này làm cho lạc lạc giật hết cả này hàn gia công tử cầm hóa đơn tức run người nói nhiều thế này tiểu lôi giải thích là vị pháp sư đi cùng gọi đó lạc lạc dòm vào tờ hóa đơn trên tay của hàn gia công tử trong lòng thầm mỹ oa wow, đây là loại rượu đất nhất 200 trăm kim tệ sợ là tất cả mấy người ở đây gộp lại cũng không uống được thứ đất như thế lạc lạc đề nghị hiện giờ chúng ta tính tính thử vấn đề thu phí được chứ công tử mới mất một khoản nên cũng tán thành tôi thấy được lạc lạc hỏi lại tiểu lôi nhắc tới vị pháp sư đó có phải vị tối cường pháp sư không hàn gia công tử dễ đành đạch lên quát đừng có bao giờ nhắc tới tên đó trước mặt tôi lạc lạc lại uyển chuyển đề nghị vậy có thể giới thiệu thành viên được không tên của bọn họ là gì hàn gia công tử xua xua tay nói tên thì không thể phụ bồi đúng là gái đẹp cũng không lay động được anh trừ khi là rượu thì anh nghĩ lại sau đó hắn nói với lạc lạc mấy người chỉ cần biết toàn là đám cùng hung cực ác là được lạc lạc giật mình hỏi vậy vị pháp sư được đánh giá tối cường pháp sư đó lợi hại thật sao nghe đến có người nhắc đến pháp sư mặt của hàn gia công tử trở nên khó coi vô cùng hắn nghiến răng mà nói với lạc hoa vô tình một mình hắn đấu với sơn tặc đầu lĩnh tác đồ nghe đến cái chuyện này lạc lạc kinh ngạc lắp bắp nói một mình sau đó giật bắn mình lên hỏi vậy những thành viên khác có cống hiến gì không hàn gia công tử lạnh nhạt đáp không cần hỏi kỹ làm gì biết càng nhiều thì càng bất lợi với bọn tôi yên tâm đi tôi bảo đảm là bất tiếu sẽ không thể nào tiếu được nữa đâu lạc lạc cảm thấy khó hiểu tuy rằng không thăm dò được tin tức gì từ bọn họ nhưng tại sao cứ có cảm giác kỳ lạ ở chỗ là hàn gia công tử đáng tin a à? hiện giờ chỉ có thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng này thôi chuyển cảnh bên ngoài quán rượu trong một góc nào đấy chiến vô thương ngạc nhiên hỏi hử đây không phải là quỷ kiếm sao làm sao lại ngủ ở chỗ này nhìn bộ dạng say xỉn chưa tỉnh của tên này chiến vô thương cảm thán xem ra uống không ít nhở hết cách thôi thì vác về vậy đi thôi công tử còn chờ chúng ta mở cuộc họp nữa kìa thế rồi cứ thế vác quỷ kiếm lên đi cùng với hữu ca lát sau hàn gia công tử đã thấy đồng bọn tụ tập hắn lại cần chén rượu lên rồi hỏi các người tới rồi hả nhìn quỷ kiếm vẫn đang bất tỉnh nhân sự công tử liền hỏi quỷ kiếm làm sao đấy chiến vô thương giải thích không hiểu nữa ngủ giữa đường hữu ca góp lời chỉ thiếu thiên lý nữa thôi nghe nói nhiệm vụ lần này hố lắm hả hàn gia công tử thản nhiên nói hoàn thành xong cái này đảm bảo không thiếu việc để làm tiếp ngựa thiên thần minh trẻ con hay kích động hỏi đừng có vòng vo nữa mấy má rốt cuộc là cái gì hàn gia công tử hỏi cả bọn Mấy người còn nhớ tới Thất Nguyệt Lưu Hỏa không?" Ngự Thiên Thần Minh nhanh nhảu trả lời, "Nhớ, nhớ, nhớ, là một vị đại tỷ tỷ xinh đẹp giàu có a, à? hơn nữa đúng loại mà tôi thích đó." Chiến Vô Thương ngạc nhiên hỏi, "Cô ta cũng chơi trò này à?" Hữu Ca tán thành, "Nếu như có liên quan tới cô ta thì chúng ta đúng là có thể nổi danh rồi." Hàn Gia công tử quay lại hỏi đồng bọn, "Vậy còn ai nhớ tới cái tên bất tiếu không?" Ngự Thiên Thần Minh tỏ ra tức giận hét lên, "Cái quân đốn mặt lừa tiền lừa tình cảm, đương nhiên là phải nhớ." Hàn Gia công tử đưa ra vấn đề, "Giết bất tiếu không khó." khó là ở chỗ cái thế lực tung hoành tứ hải đứng sau lưng hắn chiến vô thương xác nhận đúng hiện giờ nó đứng đầu cả vân đoạn thành hữu ca quay sang thằng trẻ châu hỏi kể ra thì ngự thiên cũng là thành viên của tung hoành tứ hải nhỉ ngự thiên thần minh ngạc nhiên hỏi làm sao mà anh biết hữu ca hỏi lại hôm nay mấy người không phải có tập kích người của trọng sinh tử tinh ở vân giao hồ sao ngự thiên thần minh khen ngợi oa wow, hữu ca cơ không hổ là chuyên gia tình báo cái này anh cũng biết công tử ngạc nhiên hỏi lại chuyện đó là sao ngự thiên thần minh giải thích buổi chiều nhận được nhiệm vụ hành hội nói là phải gây phiền cho đám người tới lấy bảo dương đúng là người tới là trọng sinh tử tinh đúng rồi thiên lý cũng ở đó còn đi cùng một thành viên nữ của trọng sinh kìa hữu ca vui vẻ nói thật không ngờ trong đội chúng ta cũng có người làm thành viên của tung hoành tứ hải ngựa thiên thần minh vừa bú sữa vừa nói tôi vô đó chơi chơi thôi cần thì lập tức thoát là được công tử vội vàng phản đối cái đó không vấn đề ở lại có khi còn có tác dụng đấy ngựa thiên thần minh thích chí gieo lên oa vậy thì tôi chơi trò gián điệp được nhỉ nhưng công tử đã nhắc nhở thằng này phải để ý cái mồm đấy hữu ca bên này nói thêm chẳng qua tôi nghe nói lần hành động này chỉ có mỗi chỗ cậu bảo vệ thì bị mất bảo dương thôi ngự thiên ngự thiên thần minh gào lên anh thì hiểu cái gì hả không phải tôi bị người ta đánh lén thì tới bao nhiêu tôi cũng méo sợ nhóe thiên lý cũng nói là không thấy ai để tôi mà biết là đứa nào tôi sẽ thông nó hữu ca cảm thán đánh ngất cậu mà không giết cậu cậu đúng là may mắn ghê thấy bọn kia bắt đầu lạc đề công tử nhắc nhở cả bọn được rồi về vấn đề chính đi chúng ta lần này không chỉ phải tẩy sạch cấp của bất tiếu với tung hoành tứ hải quan trọng là phải để cho đám người này không tìm trọng sinh tử tinh gây phiền nữa hữu ca lên tiếng nhận trách nhiệm phương diện tình báo cứ để tôi lo công tử đương nhiên là đồng ý được sau đó hắn nói với cả bọn ngày mai tôi sẽ cho mọi người chỉ thị mới hiện giờ chúng ta cứ ẩn mình đã cái tên thiên lý giờ cũng không ở đây thôi giải tán sau đó nhìn sang thằng bạn lâu năm mà hỏi lão chiến quỷ kiếm tên này bị phát hiện đang ngủ ở đâu chiến vô thương giật mình đáp ậu ở trong cái ngõ uống đến nát người gọi không tỉnh công tử bên này không ngừng sút vào mặt quỷ kiếm và quát có tí tử lượng mà còn dám lăn lộn với anh đây mất mặt chết chưa tỉnh lại ngay chát chát chiến vô thương nhìn thấy cảnh bạo hành này vội vàng kéo cả bọn rời đi chúng ta đi trước thôi sau khi củ hành củ tỏi quỷ kiếm xong xuôi công tử lại giận tím mặt găn giọng nói còn tên khốn thiên lý đó chuyển cảnh thời gian qua đi thiên lý nhất túy cũng đã xuất hiện trong game trước mặt hắn là một đống cửa sổ hội thoại thôi thì đủ thứ hầm bà lằng cô phi ngao ngán thầm mỹ Dạo gần đây hình như mọi người toàn thích dùng cái cách này để tìm mình không à. Tin nhắn được gửi tới, Cố Phi đọc lên, quán rượu, lập tức, lẽ nào bị phát hiện rồi? Chết mẹ rồi. Thế là hắn ba chân bốn cẳng chạy đến quán rượu Tiểu Lôi, sau khi bước lên cầu thang bằng tốc độ nhanh nhất, Chiến vô thương vui vẻ thông báo với cả bọn, Thiên Lý tới rồi. Vừa thò mặt vào, Cố Phi đã bị công tử ép vào tường hỏi, Thiên Lý nhất túy, ngươi lập tức giải thích cho ta, tiền rượu là sao hả? Cố Phi quay sang hỏi đồng bọn, Hữu Ca, Hữu Ca giả bộ không quen không biết nói, tôi đi toile đã. Ué, lúc bú rượu cũng chọn lại đắt nhất mà sao giờ chuồn lẹ vậy công tử cầm túi tiền của cố phi lên rồi nhắc nhở nói này thiên lý có thể bớt ra ngoài đường lăn lê dành thêm thời gian ngồi trước máy tính làm chuyện có ích được không cố phi lúc này mới giật mình la lên oé có nói nhầm không đó công tử vẫn dơ cao túi tiền nói được rồi không lãng phí thời gian hữu ca giải thích mọi chuyện đi cố phi sụ mặt xuống hỏi có nhiệm vụ mới rồi hữu ca giải thích có liên quan tới chuyện hôm qua cậu nói với tôi chúng ta lần này mục tiêu là bất tiếu Cô phi giật nảy nên hỏi bớt 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 thoéo chiến vô thương tròn mắt ngạc nhiên hỏi làm gì mà kích động giữ má hàn gia công tử tức giận nhắc nhở gào to thế làm gì sợ người khác không nghe thấy à Cô phi đáp lại sorry sau đó hắn chạy đến chỗ công tử khẽ nói chúng ta phải thịt hắn thật à hàn gia công tử quát lập tức về chỗ hữu ca bắt đầu lấy tấu sớ ra bẩm báo bất tiếu tên này cũng là người chơi lâu năm hiện giờ là thành viên hạch tâm của tung hoành tứ hải chức nghiệp là đạo tặc bài danh bảng đứng thứ 11. thêm điểm lực lượng trang bị không rõ, đẳng cấp 30. Gần đây tên này đang luyện cấp ở Vân Lộ Sơn Cốc ở Tây Thành. Tôi nhớ hình như Quỷ Kiếm cũng luyện ở đó nhỉ? Quỷ Kiếm xác nhận, đúng, Thiên Lý cũng ở bên đó luyện đấy. Hữu Ca ngạc nhiên hỏi, cái quái bên đó là cấp 40, công kích cao, phòng ngự thấp, không hợp pháp sư luyện mà. Hàn Gia Công tử thấy bọn này lạc đề, vội vàng nhắc nhở, tiếp tục nói dùng đi. Hữu Ca thông báo với cả bọn, nhiệm vụ lần này là biết ngoạn ra, nên mọi người phải nhớ rõ chiến lược của chúng ta. Một lúc sau, bài phát biểu tám vạn từ của hữu ca đã xong cả đám tập trung nhìn xuống cái bàn và nói với nhau đây là cái méo gì thế ngự thiên thần minh bắt đầu chê bài xấu ỏ nè cô phi cũng thắc mắc dùng cái này che mặt có được không vậy hóa ra bọn này nói đến mấy cái mặt nạ công tử giải thích với cả bọn đối thủ của chúng ta không phải bọn máy tính không đầu óc giám định thuật có thể nhìn thấy đẳng cấp chức nghiệp trang bị nhưng không thể thấy tên của chúng ta cho nên che cái mặt đi là bớt đi kha khá chuyện nghe xong mấy đứa khác trầm mặc không nói gì công tử thông báo với cả bọn tên của mấy người tôi còn trả thèm nói cho chủ thuê nếu như mọi người cảm thấy cái này là thừa thãi thì khỏi đeo làm gì nhưng chỉ cần có người không đeo có nghĩa là sẽ mang phiền toái cho người khác mấy người xem làm sao thì làm còn anh đây sẽ đeo quỷ kiếm nghe xong cũng xác nhận tôi cũng đeo chiến vô thương ngạc nhiên hỏi hử ừ, tính cả chúng ta rồi sao còn thừa hai cái này công tử chỉ vào mặt mình rồi nói hai cái thừa đó cũng là của ngộ tuyệt thế dung nhan bậc này có hai cái thôi thì sao che cho nổi mấy thằng nghe xong toát hết cả mồ hôi nhận định thằng này đúng là cuồng ma tự luyến chuyển cảnh một thời gian sau cố phi đi đến thương hội hắn ta nhìn quanh một lượt rồi nghĩ mọi người đều đi chuẩn bị đồ rồi mình cũng phải kiếm cái gì đó thuận tay mới được yêu cầu của hắn là thuận tay dễ cầm không vất vả cái đao này chả đạt được tiêu chí gì hết cố phi chán nản than thở làm sao kiếm nổi cái binh khí cho tử tế đây đột nhiên cố phi nhìn sang bên cạnh có một quầy chẳng có ai thèm ngó hắn thắc mắc bên kia sao không có ai thèm coi ta cố phi thích thú nhìn thanh kiếm rồi reo lên oa là đoàn binh nhưng hắn ngớ người ra khi nhìn thuộc tính uể thuộc tính của nó này cố phi đọc lên thần thánh viêm chi tẩy lễ thế chất cộng 16, lực lượng cộng 20, 30% mươi gia hỏa pháp công kích cố Cô phi lại giật mình phụ hỏa pháp công kích đây không phải hàng cho pháp sư dùng sao cố phi nói với tên bán hàng tiểu ca kiếm này tôi muốn rồi tên kia vui vẻ đáp lại để tôi đi làm thủ tục luôn cố phi thầm nghĩ 60 kim tệ đáng mua mà nhưng mấy thằng khác nhìn thấy cố phi mua thanh kiếm gẻ thì dè bỉu đần dữ kiếm loại đều là vũ khí cận chiến cái thứ hắn vừa mua tấn công vật lý thấp mà tấn công ma pháp thì cao rõ ràng là đồ rác rưởi cố phi thấy lực lượng từ trên thanh kiếm tỏa ra tên này nhận định thanh vũ khí này phụ ra thuộc tính còn cao hơn của quỷ kiếm vừa may có thể tăng thêm thương tổn đúng là hàng dành cho pháp sư phi chính thống như mình lúc này tin nhắn của đồng bọn đã truyền tới thiên lý làm sao còn chưa tới hả bọn này chờ lâu lắm rồi đấy cố phi giật mình la lên oé sướng quá quên mất chính sự chuyển cảnh sườn núi vân hà sương cốc gió thổi vù vù tới rồi công tử tinh anh đoàn ở đây đã hội tụ lại không thiếu thằng nào. Công tử chỉ ra phía trước rồi nói với cả bọn, lấy hòn đá ở bên hồ đó làm trung tâm, căn nhà gỗ nát ở phía đông là góc 12 giờ. Tôi hướng 1 giờ, quỷ kiếm hướng 4 giờ, ngựa thiên hướng 6 giờ, vô thương hướng 9 giờ, hữu ca hướng 10 giờ, thiên lý đi đâu thì tùy. Tất cả không được vội vàng ra tay, chờ đối phương xuất hiện, xác định rõ các nhân vật bên địch rồi mới lên chiến thuật, ra tay là phải thắng. Sau đó, ai nấy đều bắt đầu chui vào bụi cây để ẩn thân. Cố phi thò đầu ra quan sát rồi nghĩ, chờ nửa giờ rồi, mà sao chưa thấy có động tĩnh gì cả một con đường yên tĩnh đến lạ thường chờ mãi chẳng thấy có ma nào ngự thiên thần minh hỏi đồng bọn hữu ca tình báo có khi nào có sai sót không hữu ca đang núp sau một cái cây to trả lời không thể nào cô phi lúc này đưa ra đề nghị bằng không chúng ta đi luyện cấp đi vừa may thử luôn cái hàng đúng lúc này quỷ kiếm đứng dậy quan sát rồi thông báo với cả hội tới rồi đối phương không ít người mọi người trốn kỹ đi nói xong quỷ kiếm nhảy từ trên cây nhảy xuống hữu ca từ trong bụi cây cũng thò đầu lên nói mười người nhìn trang bị hai chiến sĩ một pháp sư một cung thủ ba đạo tặc với ba mục sư công tử bên này ngồi một góc nhàn nhã hỏi còn có vị trí của ai dùng được giám định thuật không cô phi lấp bắp trả lời ngộ 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 không có biết giám định thuật khỏi phải nói công tử đương nhiên là cạn lời với thằng này sau đó hắn lên tiếng hỏi còn ai không quỷ kiếm đứng ra gánh vác trách nhiệm để tôi đi công tử mở cửa sổ ra và nói chỉ chờ câu này chẳng qua dùng giám định thuật là sẽ mất trạng thái ẩn thân cho nên tôi sẽ làm mắt cho cậu hữu ca ôn tồn nhắc nhở thiên lý quay về nhớ phải học giám định thuật đấy lúc chưa biết tình hình địch ra sao có giám định thuật là vô cùng thực dụng cố phi toát mồ hôi đáp vâng em biết ỏi quỷ kiếm đã kích phát chiêu thức tiềm phục ánh sáng hiện lên bao phủ cơ thể của hắn sau đó quỷ kiếm trong trạng thái tàng hình nhảy vút qua những cành cây công tử đứng ở trên chỗ cao quan sát rồi hỏi mọi người chuẩn bị xong chưa thấy đám bất tiếu đi qua chỗ mình ẩn nấp hữu ca xác nhận ok con dê ngự thiên thần minh cũng đã vào vị trí xạ kích còn chiến vô thương đặt cây trọng kiếm ngồi ung dung trên tảng đá thông báo đã xong rồi cố pho lúc này đeo mặt nạ lên ổi nói xong rồi lúc này quỷ kiếm đã trượt sang một cái gốc cây hắn núp ở đó tên này phóng từ gốc cây phóng ra một tên bên phía tung hoành tứ hải nghe thấy tiếng động lạ quỷ kiếm thông báo với cả bọn bọn họ chuyển hướng rồi cự ly này mà xuất hiện thì không tốt cố phi ngạc nhiên hỏi vì sao lại phải tới gần thế không phải sẽ dễ bị lộ sao hữu ca thông não cho cố phi giám định thuật căn bản là phải tới gần mới dùng được hơn nữa nếu như đạo tặc dùng giám định thì sẽ bị giải trừ ẩn thân quan trọng hơn là dùng giám định thuật thì hai mắt phải tập trung vào mục tiêu tầm mắt không được phép bị trở ngại cố phi nghe xong mà chán hết cả cái thằng người phiền phức quá thể đáng bên này hàn gia công tử hỏi đồng bọn quỷ kiếm thấy hòn đá bên hồ không tiềm phục qua đó chờ chỉ lệnh quỷ kiếm lúc này đã xác nhận mục tiêu đã rõ bên đám bất tiếu có một thằng lên tiếng quái bên này cũng không nhiều đâu lão đại nghe đến đây quỷ kiếm thắc mắc lẽ nào định đổi chỗ à công tử vác ống nhòm lên rồi hạ lệnh quỷ kiếm chuẩn bị bọn họ hẳn là đang tính kế hoạch nắm chặt thời cơ quỷ kiếm lúc này đã thi triển giám định thuật rất nhanh thông tin của mấy thằng trước mặt đã được gửi về công tử khen ngợi làm không tồi chuẩn bị tiếp đi đột nhiên quỷ kiếm thông báo à bọn họ hình như muốn đổi chỗ công tử lại vác ống nhòm lên soi và nói hướng 8 giờ có cái cây qua đó luôn đi quỷ kiếm nhanh chóng nhảy vọt ra từ tảng đá phía sau đám người bất tiếu nhưng mà công tử vội vã nhắc nhở ngừng lại lập tức tiềm phục quỷ kiếm phản ứng cực kỳ nhanh chóng hắn ngồi xuống bắt đầu thi triển kỹ năng tiềm phục vừa hay lúc này bất tiếu cũng đi qua tên này ngương ngác kêu lên hử ừ, ánh mắt của bất tiếu xăm soi về phía trước dáng vẻ trông rất gợi đòn quỷ kiếm vẫn đang ẩn thân hắn ngồi im không nhúc nhích trước mặt hắn là tên bất tiếu khốn nạn lúc này có đứa lên tiếng gọi đoàn trưởng sắp xuất phát rồi bất tiếu quay lại đáp tới đây tên này vừa đi vừa nghĩ làm sao cứ có cảm giác có người theo đuôi nhỉ quỷ kiếm thở dài phù giám định thuật bất tiếu thất bại công tử nhận định cũng có nghĩa là giám định thuật của hắn cao hơn quỷ kiếm nên không nhìn ra được mọi người tìm vị trí theo dõi bọn họ để chuẩn bị kế hoạch tấn công cố phi nhìn thấy hiệu suất phối hợp của hai thằng này lập tức nghĩ đây chính là song quỷ hoàng kim tổ công tử nhận định tung hoành tứ hải không hổ là đại hành hội 10 người đã có 8 là cấp 30. hữu ca phân tích đối phương thử xem hữu ca lấy giấy bút ra tính toán đẳng cấp không thấp nhưng trang bị bình thường bất tiếu không giám định được vì hắn là thành viên hạch tâm hẳn là có đồ tốt đoàn đội này phối chức nghiệp xem ra là thăng cấp tổ đội cố định hai chiến sĩ là thiên về phòng ngự thể chất tăng nhiều máu châu bò rất khó miểu sát công kích của pháp sư khá cao nhưng phòng ngự kém tên cung thủ kia hẳn là đi theo để ăn kinh nghiệm bỏ qua cũng được ba mục sư thì có chút khó chơi nếu như để chúng thêm máu cho chiến sĩ thì đánh lâu lắm còn hai đạo tặc còn lại thì thuộc tính hay là trang bị thì cũng rất bình thường cuối cùng là bất tiếu giám định thất bại chúng ta không rõ thuộc tính của hắn theo như những gì đã biết kẻ này đúng là có kha khá thủ đoạn loại đối thủ chưa rõ này thì tốt nhất vẫn nên có người chăm sóc hắn thì hơn công tử khen ngợi Phân tích được lắm, xem ra lần này muốn một lần ăn hết là khó rồi. Ba tên mục sư đó phải tìm cách thịt một lần hết sạch, bởi chúng ta không thể nào chơi tiêu hao chiến được với chúng. Hữu Ca tán thành, đúng, nếu như có mục sư thì hai tên chiến sĩ sẽ có uy hiếp rất lớn. Toàn phong trảm của Vô Thương có thể đi một tên, nhưng bối thứ của Quỷ Kiếm hay tập kích của Ngự Thiên chưa chắc đã đủ. Thằng trẻ Châu la lên, dê, lại có người dám nghi ngờ kỹ thuật của tôi hả?" Cơ mà đột nhiên Cố Phi lên tiếng, "Này, mọi người có để ý thấy, cái đoàn đội này có một sơ hở rất lớn không?" cả đám im lặng một lúc sau đó quỷ kiếm hỏi cố phi sơ hở công tử ở trên lầu son gác tía hỏi lại nói nghe thử coi cố phi vuốt cằm trả lời nếu như không tính tên cung tiễn thủ chúng ta chỉ cần thịt lục tên pháp sư máu giấy thôi công tử cũng hiểu ra pháp sư với cung tiễn thủ nằm rồi thì bọn họ sẽ không thể tấn công viễn trình nữa cố phi xác nhận đúng hữu ca bắt đầu phân tích số liệu phòng ngự của pháp sư là cố phi nhắc nhở lúc trước ở vân giao hồ ngự thiên bắn chết không ít người trang bị đẳng cấp không biết kém bao nhiêu với bên bất tiếu với công kích của ngự thiên có khi một tập kích là có thể giết pháp sư rồi hữu ca đưa ra phân tích sau khi tính toán trừ phi ngự thiên bắn tạch bằng không tất chết ngự thiên trẻ châu tức giận chỉ mê ti em ý nói các chú đùa à anh đây có thể nhất tiễn hết sót đấy tin không hả hữu ca khinh bỉ đáp cu chơi cf hơi nhiều rồi hả ngự thiên thần minh bật lại thì làm sao cf là crossfire là đột kích đấy công tử lên tiếng chặn họng hai thằng kia sau khi ngự thiên giải quyết pháp sư và cung tiễn thủ quỷ kiếm tìm cơ hội giết mục sư hữu ca và chiến vô thương nhân cơ hội đó làm loạn trận hình của bọn họ ngự thiên với thiên lý ở xa nhiễu loạn nếu như mọi người không chơi được thì anh đây sẽ lên sân một cách hoa lệ để cứu các cưng nghe xong quỷ kiếm nói với cả bọn mấy đứa quen dần đi nhen ngự thiên thần minh lúc này máu chó nổi lên lập tức bắt đầu đi thật sự ngứa tay muốn giết người lắm rồi thế rồi đứa nào đứa nấy trở về vị trí công tử hạ lệnh ngự thiên chuẩn bị ngự thiên thần minh dương cung lắp tên lấy đường ngắm rồi nói ngắm sẵn rồi đây này cha nội hữu ca phân tích tình hình chờ bọn họ tới điểm phục kích Hàn gia công tử im lặng quan sát tình hình. Đám người bất tiếu vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chưa thấy phát hiện có mai phục. Hàn gia công tử thấy toàn bộ đã vào trong dọ, hắn liền phát lệnh tập kích. Một mũi tên xé gió lao đi. Cái này là đại chiêu level 30 của cung tiễn thủ, thư kích, phập một nhát. Một tên pháp sư đã bị hết sót, hắn kêu lên, oé oé. Mấy tên khác giật mình. Mục sư nhanh chóng hồi máu cho thằng này rồi nói, có, có cung tiễn thủ đánh lén. Thấy tình hình như vậy, bất tiếu hạ lệnh, không được loạn, lập trận hình phòng ngự. Đám người bất tiếu nhanh chóng lập đội hình, tất cả đều dựa lưng vào nhau bất tiếu đứng giữa công tử đeo khăn che mặt lên rồi khen ngợi huấn luyện có tố chất nhờ kinh nghiệm phản sát phong phú đấy thế là hắn nói với trẻ châu nhà mình toàn thể chờ lệnh ngự thiên chờ tập kích cd cd là viết tắt của câu đao nghĩa thời gian chờ kỹ năng khôi phục bên kia mấy thằng nói với bất tiếu đoàn trưởng nhưng bất tiếu đã giơ tay chặn họng xịt đừng lên tiếng ở một tảng đá gần đó quỷ kiếm đang rình dập chờ úp sọt đám bất tiếu hắn gọi cho đồng bọn hiện giờ làm gì nữa hàn gia công tử đã ra khỏi căn nhà hắn nhàn tản vừa đi vừa nói bọn họ thích chơi trò cọ lưng thì kệ đi hỏi mọi người một câu nếu như hiện giờ bị đánh lén là chúng ta thì mọi người xử lý sao cả đám nhao nhao lên phát biểu trốn vào rừng đúng chuẩn khỏi chỉnh cố phi bên này thông báo bọn họ bắt đầu đi vào trong rừng rồi hàn gia công tử lại hỏi trẻ châu nhà mình ngự thiên có tập kích chưa trẻ châu ngự thiên thần minh khoái trí được đi biết vui vẻ đáp xong lâu rồi mục tiêu tiếp cùng tiễn thủ vút một tiếng vang lên một mũi tên xanh lè xanh lét lao tới nhìn thấy mũi tên khủng bố này bất tiếu vội vã hét lên mau tránh đi phọp ọp ọp đầu của tên cung tiễn thủ trong đội bất tiếu đã bị bay đầu mấy thằng la lên uế cung tiễn thủ bị bạo đầu rồi lúc này bất tiếu cũng phát hiện vị trí của xạ thủ bên phía tinh anh đoàn đinh đánh lén từ bên kia hắn chỉ tay lên đỉnh núi rồi nói ở bên kia đuổi qua đó mau cơ mà trẻ trâu bắn xong thì đổi chỗ chứ có ở đó đâu mà tìm lúc này quỷ kiếm đã xuất hiện ở phía sau tên mục sư hắn chơi luôn một chiêu bối thứ soạt một nhát đường đao chém ngang lưng tên này máu của tên mục sư kia tụt nhanh hơn cả ca ve tụt quần hắn kêu ré lên á à, quỷ kiếm sung sướng la lên cháu đầu tiên mấy thằng bên đội bất tiếu tức giận quát lên có đạo tặc đánh lén thế rồi đinh một tiếng vang lên mục sư bên kia đã hồi máu cho thằng mới bị chém quỷ kiếm chóng váng kỹ năng này là trị liệu thuật của mục sư thằng mục sư kia thở hắt ra còn may là kịp thời tăng máu mọi người mau lên bắt lấy hắn quỷ kiếm thầm nghĩ đúng là một tên mục sư có kinh nghiệm vậy mà một đao không giết được hắn thế nhưng hai mũi tên đã cắm vào đầu thằng này phập phập quỷ kiếm cũng ngu mẹ nó người trẻ trâu bên này sung sướng khoe chiến tích quỷ kiếm thấy nhị liên kích của người ta sao hả quỷ kiếm thản nhiên đáp thường thoai bọn kia ngơ ngác nhìn một thằng nằm sân bất tiếu hò hét thuộc hạ tiểu nhị mau đi giải quyết tên cung tiễn thủ kia cho tôi những người khác bao vây lấy tên đạo tặc đó quỷ kiếm thấy có đứa đòi làm thịt mình lập tức bỏ chạy hắn chạy một đoạn rồi thi triển ra kỹ năng của đạo tặc tiêm phục bên này mấy thằng mục sư hò hét nhau hắn muốn ẩn thân mau ngăn lại một thằng đánh ra một chiêu thánh quang cầu nhìn thánh quang cầu bay lòng vòng trước mặt mình quỷ kiếm cũng cạn lời hai thằng mục sư kia bắt đầu chửi nhau bán thánh quang cầu kiểu đấy thì dùng làm gì người ta trốn mất tiêu rồi thằng kia bật lại cơ mà đó là kỹ năng công kích duy nhất của chúng ta mà lúc này trẻ châu ngự thiên thần minh tặc lưỡi chật tên đạo tặc đó chạy nhanh gớm nhề hóa ra thằng đạo tặc bên đội bất tiếu đã thi triển kỹ năng tật hành hàn gia công từ lúc này đã đi vào rừng hắn phân công nhiệm vụ chiến vô thương hữu ca chuẩn bị chặn đầu chiến vô thương với lấy cây trọng kiếm ở bên cạnh hắn cảm thán cuối cùng cũng tới lượt rồi tên đạo tặc bên kia vừa chạy bờ hơi tai đã thấy hai thằng chặn đường thì hỏi các người là ai hả chiến vô thương lạnh giọng đáp là người đưa các cháu về chầu trời chạy nhanh như thế là muốn nhanh tới tây thiên phòng bên này hữu ca đã sẵn sàng chiến đấu hắn giơ thanh kiếm của mình lên trước mặt sau đó niệm chú tăng phúc công kích một vòng sáng ma thuật phía sau sáng lên chiến vô thương lúc này đã được bút sát thương toàn thân hắn bừng bừng khí thế tên đạo tặc bị chặn đầu thầm nghĩ chết tiệt vẫn nên vòng qua xử lý cung tiễn thủ rồi tính thế rồi hắn thi triển ra chiêu tiềm phục chiến vô thương đương nhiên là nhận ra cái trò con bò này hắn lập tức thi triển ra chiêu phá địa trọng kích mặt đất xung quanh chiến vô thương đã bị chấn cho vỡ nát đạo tặc bên này giật mình la lên chết rồi tiềm phục bị phá còn dính trạng thái hôn mê thân thể không động được chiến vô thương chống thanh trọng kiếm xuống đất kịch một phát sau đó hắn bắt đầu kéo dê thanh trọng kiếm này tiếp đó là hất ngược thanh trọng kiếm lên đánh ra một chiêu liệt địa trảm, ăn phải đại chiêu lại còn đang bị dính chấn động tên đạo tặc kia không né được hắn kêu ré lên oé oé sau đó bay màu chiến vô thương đưa ngón tay cái lên tự sướng song hàng chuyển cảnh bên phía đám bất tiếu một thằng pháp sư cầm gậy hoảng hồn hỏi các người rốt cuộc là ai bất tiếu cũng kinh hãi hắn thầm nghĩ chỉ mới đây mà chúng ta chết một nửa rồi quỷ kiếm lúc này đã xuất hiện ở phía sau tên pháp sư hắn thầm nghĩ cháu thứ hai soạt một phát chém ra chiếu bối thứ thằng kia dính đòn lập tức bay màu thân thể hóa thành một làn khói chính thức đi về tây thiên cực nhọc nhưng mà ngay lúc này bọn kia đã di chuyển đội hình lập tức bao vây quỷ kiếm vào bên trong năm thằng vây công một thằng quả nhiên là lại tới nữa lần này thì đừng hòng thoát lúc này một thằng đạo tặc nhìn xuống phía dưới hắn thầm nghĩ hơ vũ khí của tên đạo tặc này hóa ra thằng này để ý xương chi hồi ức của quỷ kiếm cũng không đến nỗi không biết nhìn hàng thằng kia lại nghĩ vừa rồi từ thương tổn của chiêu bối thứ đó vũ khí này hẳn là có hiệu quả chí mạng hẳn là cực phẩm trang bị rồi nếu như kẻ này mà tiêu đời thì vũ khí nhất định sẽ rơi mình nhất định phải cướp được bên này bất tiếu tức giận hét lên cùng nhau lên xử lý hắn thế rồi cả ba thằng cùng nhau lao vào tấn công quỷ kiếm quỷ kiếm bên này cũng chơi khô máu với bọn này một thằng chiến sĩ của bọn bất tiếu vung trọng kiếm lên chém vút nhưng mà quỷ kiếm đã lao lên tấn công hắn việc này làm cho thằng chiến sĩ kia đần mặt ra hỏi tên này bị bao vây rồi mà dám chủ động tấn công lúc này thân hình của quỷ kiếm vừa hay biến mất sau đó đột ngột xuất hiện phía sau tên chiến sĩ kia hắn lại đánh ra một chiêu bối thứ mục tiêu là nhằm vào lưng của tên chiến sĩ bên này hàn gia công tử đã hạ lệnh cho trẻ châu chi viện trẻ trâu lúc này đã dương cung lắp tên đồng thời đánh ra tập kích vừa hay đúng lúc quỷ kiếm đâm vào lưng của thằng chiến sĩ bên kia đúng là hiệu quả gấp đôi làm thằng này bay màu đột nhiên bất tiếu xuất hiện phía sau quỷ kiếm hắn la lên đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được toàn bộ mọi người tập hỏa tên đạo tặc này chú thích tập hỏa là chỉ lệ để cho mọi người cùng tập trung tấn công một mục tiêu tên tiếng anh là focus Fire. thế là mấy thằng kia đồng loạt chạy đến thông quỷ kiếm đột nhiên có tiếng người vang lên này đám bất tiếu giật mình quay lại nhìn chiến vô thương chống tay lên trọng kiếm tạo dáng rồi nói có bản đại gia ở đây các người cứ mơ tưởng đi hữu ca nhắc nhở đừng làm màu nữa má đi cứu người đi bất tiếu giơ chủy thủ lên nói với chiến vô thương vậy thì chúng ta cùng so xem các người giết nhanh hơn hay là bọn ta giết nhanh hơn điểm sinh mạng của hắn tụt tới đáy rồi tặng hắn một đao cuối đi nghe xong quỷ kiếm trơ mắt ếch lên mà nhìn chiến vô thương với hữu ca tá hỏa lên quá má ơi chết ba rồi những tiếng chát 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 vang lên không ngừng quỷ kiếm ăn ba bốn nhát chém đám bất tiêu thấy quỷ kiếm không chết lập tức ngơ ngác nhìn nhau quỷ kiếm cũng bất ngờ bất tiêu lúc này vung đao lên và hét thật to tại sao nó vẫn còn chưa có chất hả 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 thế nhưng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đừng có cố thế làm gì đinh đong thuật hồi phục không biết từ lúc nào đã được kích hoạt hàn gia công tử mỹ mạo xuất hiện trị thương rồi nói có bản công tử ở đây muốn chết cũng khó lắm bất tiêu lúc này mới tá hỏa lên đám người này còn có mục sư thế này thì thắng kiểu gì hàn gia công tử lạnh lùng nhắc nhở đồng bọn các người còn chờ gì nữa bên này Chiến vô thương đã vung cây trọng kiếm của mình lên, hắn vận nội công, sau đó, nhếch miệng cười nhạt một cái rồi nói: "Để anh mở đường cho các bé." Tiếp theo là một chiêu toàn phong trảm được chém ra, hai thằng bên phía Bất Tiếu đã bị dính đòn, những lưỡi đao gió cứ thế chém vào người chúng nó, rất nhanh, hai thằng này đã bị toàn phong trảm bào cho hết máu, kết quả là bay màu. Thằng đạo tặc sợ tụt quần nói với Bất Tiếu: "Đội trưởng, chỉ còn hai ta thôi, giờ phải làm gì đây?" Bất Tiếu cũng ngu mẹ người đáp lại: "Biết thế quái nào được." Sau đó, Bất Tiếu gào lên với đám công tử: các người rốt cuộc là ai? Công tử thản nhiên đáp lại, không thấy bọn anh đang bịt mặt sao? Đương nhiên là không muốn cho các người biết là ai rồi. Bên này, tiếng kêu thảm thiết của thằng đạo tặc vang lên, á à, hự hự, nó là thằng tiếp theo nằm sân, rất nhanh đã được một vé về thành dưỡng sức. Bất tiếu thấy đồng đội của mình bị làm thịt, lập tức giận run người quát, chết tiệt, các người làm vậy rồi sẽ phải hối hận. Công tử nghe xong bật lại, hối hận phải là chú mày đấy, bởi vì đối thủ của các người là bỏ ta. Lúc này, quỷ kiếm đã xuất hiện, hắn dùng tốc độ rất nhanh để di chuyển. Quỷ kiếm quát lên thật to, xuống địa ngục đi đồng thời vung đoàn đao lên soạt một tiếng xương chi hồi ức lao thẳng vào mặt bất tiếu thế nhưng bất tiếu đã biến mất xương chi hồi ức đâm vào không khí quỷ kiếm lúc này cũng chấn động hắn giật mình thầm nghĩ biến mất rồi bóc một phát bất tiếu đã bốc hơi không phải hắn trúng đòn mà hắn ẩn thân mấy thằng la lên chuyện gì xảy ra vậy hữu ca ngạc nhiên hỏi cả bọn hắn ẩn thân rồi chạy sao quỷ kiếm thắc mắc rồi phán đoán hẳn là không phải hắn không có để lại dấu vết gì khi dùng kỹ năng bên này công tử đã tức run người mấy người các ngươi đã tới thời khắc quan trọng nhất của nhiệm vụ vậy mà lại để cho người ta chạy mất còn có tên tiểu tử thiên lý kia đi đâu rồi cả hành trình không ló được cái mệt ra công tử tức giận lên trông cứ như hung thần ác sát bên này trong một góc bất tiếu vẫn đang ẩn thân di chuyển hắn đụng gãy một cành cây sau đó mệt mỏi ngồi xuống thở dốc học 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 may mà anh đây nhanh trí đúng lúc quan trọng thì trốn ra được bọn hắn hẳn sẽ không ngờ tới lúc bị bao vây rồi mà ta còn ẩn thân trốn được lũ ngu độ đó vẫn còn ở lại hiện trường ta phải đi trước mới được thế rồi tên này xoay người di chuyển nhưng mà một lưỡi kiếm đỏ rực đã dí vào mặt tên này việc này làm cho hắn giật hết cả này cố phi chĩa kiếm đe dọa tên này rồi hỏi ngươi muốn đi đâu hả bất tiếu kinh ngạc thầm nghĩ cái này lẽ nào đang nói chuyện với ta sao thế là hắn đứng lên vẫn trong trạng thái ẩn thân cố phi lạnh giọng quát cấm nhúc nhích Trông cự là bụng bự đó ngay chưa nghịch dại là đừng trách anh không khách khí bất tiếu hoảng hồn thầm nghĩ hắn làm sao phát hiện được mình lúc ẩn thân sao có thể chứ Tên này bắt đầu xem thông tin của Cố Phi, hắn thầm nghĩ, để xem xem tên này là thần thánh phương nào, giám định thuật. Bảng thông tin nhân vật của Cố Phi được hiện ra trước mặt hắn, Cố Phi lúc này chưa thấy thằng kia có hành động gì khác, Cố Phi cũng không hiểu thằng kia đang làm gì, hắn lập tức có cả một bầu trời thắc mắc, bất tiếu cười phá lên, khực 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 khực, hóa ra chỉ là một tên tiểu pháp sư toàn thân hàng nát, tuy rằng ta không biết sao ngươi nhìn thấy ta, tuy ngươi có gan, cơ mà trang bị như thế mà cũng dám tới đuổi ta, lẽ nào ngươi không biết ta dùng hai, ba đao là có thể giết ngươi rồi sao? cố phi nghe xong thả nhiên đáp lại thế thì tới thử xem bên này hữu ca đưa tay nhau mắt lên nhìn hớ đó có phải là thiên lý không chiến vô thương cũng ngớ người a à, hữu ca lại nói thêm hình như đang nói chuyện với không khí kìa quỷ kiếm lờ mờ hiểu ra cái gì đó nói chuyện với không khí thế rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu của quỷ kiếm hắn lập tức hét toáng lên mau đuổi theo thiên lý tìm thấy bất tiếu rồi lập tức cả bọn xông đến chỗ của cố phi bất tiếu hoảng hồn gào lên chết tiệt đám người này bị kéo tới đây rồi bất tiếu lấy chỉ thủ ra chém một phát đã vậy xử lý ngươi trước cố phi thấy thằng này vung đao lên chém hắn vẫn thản nhiên như không đường đao của bất tiếu vừa nhanh vừa mạnh chém xuống vút vút cố phi nhanh chóng lùi lại tránh né công kích của bất tiếu xoạt xoạt bất tiếu chém toàn trúng đất lúc này hữu ca vừa đuổi đến vừa thắc mắc bất tiếu tại sao lại ở chỗ thiên lý chứ lẽ nào thiên lý có thể tìm thấy vị trí của bất tiếu vì sao có thể như vậy trước mắt của hữu ca là cố phi đứng tạo dáng chĩa thanh kiếm về phía trước sau đó lại thấy hắn cứ thế nhảy trồm, trồm về phía sau Bất Tiếu tức giận thầm nghĩ, tên pháp sư này sao có thể nhanh thế chứ, vậy mà né hết được công kích của ta. Lúc này, Cố Phi không lùi lại nữa, hắn vung kiếm lên, xông vào công kích, những tiếng keng keng phát ra, Bất Tiếu vất vả lắm mới chống đỡ được. Bất Tiếu vung đoàn kiếm lên chém, nhưng bị Cố Phi chặn lại, hắn tức điên lên thầm nghĩ, tên này thật sự là pháp sư sao? Cố Phi bên này cũng đang có cả bầu trời thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ, ý, ý thức phản ứng của Bất Tiếu có thể theo kịp, thuộc tính của trò chơi đúng là kéo chân mình rồi, hơn nữa đạo tặc tăng linh mẫn thường là rất cao. Cố phi nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách với bất tiếu bất tiếu cũng ngạc nhiên cô phi giơ thanh kiếm của mình lên rồi nghĩ chẳng qua giết hắn là chuyện đơn giản như anh mày hút cháo mà thôi nói xong cô phi tăng tốc lao thẳng về phía bất tiếu bất tiếu thấy trường kiếm của cô phi chém xuống lập tức vung đoàn đao lên nữa hắn nhếch mép cười khinh bỉ nói một tên pháp sư mà thôi công kích kiểu này làm gì có chuyện anh không chặn được nhưng mà đến khi thấy đau đau mới biết là tay bị chém trúng hắn ngạc nhiên hỏi hử bị chém rách từ lúc nào vậy chứ Cố Phi bên này dùng vẻ mặt mong chờ mà nhìn tên bất tiếu này, đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên trên cánh tay của bất tiếu, vừng, việc này làm cho bất tiếu hoảng hồn, hắn dễ dễ cánh tay để dập lửa rồi la lên, kiếm thuật phụ pháp, tên pháp sư này làm sao làm được. Sau đó, bất tiếu ôm lấy cánh tay của mình rồi thở phì phò. Cố Phi vui vẻ reo lên, thật đúng là may mắn mà, kiếm đầu tiên đã kích phát công kích hỏa pháp. Bất tiếu nhìn thanh máu của mình đang tụt một cách điên cuồng, hắn la lên, máu tụt nhanh quá ông rời ơi. Bên này, đám hữu ca, chiến vô thương cũng đã có mặt hắn ngạc nhiên hỏi người này thật là thiên lý cố phi lạnh lùng nói với bất tiếu bên kia bó tay chịu trói đi thôi bất tiếu tức giận hỏi các người rốt cuộc có lai lịch gì đừng có tưởng rằng ngụy trang thì ta không tra ra được tới lúc đó các người không phải chỉ chịu chút khổ đâu cố phi thấy thằng kia còn ra mồm hắn vung kiếm lên rồi thông báo xuống chơi với diêm vương đi sau đó cố phi dùng hết tốc lực phóng về phía bất tiếu bất tiếu tức nghiến răng quát được lắm mi cứ tới giết ta đi tên này không thèm né tránh mà chỉ đưa tay với lấy mặt nạ của cố phi tên này thầm nghĩ nếu như không chặn được thì cũng phải lột được mặt nạ, cơ mà, Bất Tiếu tuổi con trồn mà tóm được mặt nạ của võ sư như Cố Phi, hắn nghiêng đầu né ra, thấy bản thân mình bị ăn một chiêu của Cố Phi, hỏa diễm bốc lên, Bất Tiếu thầm nghĩ, đáng tiếc, kết thúc rồi, vẫn là thất bại rồi, toàn thân tên này run rẩy lẩy bẩy, cơ mà một cây quyền trượng của mục sư đã chống xuống đất, đinh một tiếng vang lên, quyền trượng đã tỏa ra ma pháp phục hồi, công tử thế méo nào mà hồi máu chuẩn xác cho Bất Tiếu và nói, chờ chút, hắn chưa được chết, nhìn thấy công tử, Bất Tiếu nhận định là tên mục sư vừa rồi, công tử đột nhiên hỏi bất tiếu, "Chú có biết bọn anh là ai không?" Bất Tiếu ngu mẹ nó người lắc đầu, biết thế éo nào được. Thấy thế, công tử nói tiếp, "Thế là tốt rồi, quỷ kiếm méo hiểu chuyện gì." Còn Bất Tiếu gào lên, nói điểm chính, công tử giờ giọng sắc lạnh hỏi, "Hẳn là nghe tới Trọng Sinh Tử Tinh rồi chứ?" Bất Tiếu nghe xong giật hết cả này. hắn tức sôi máu thầm nghĩ, đám nữ nhân đó sao? Công tử đe dọa tiếp, "Anh đây không cần biết chú có ý kiến gì với Trọng Sinh Tử Tinh, nhưng ở trong đó có hai vị muội muội của bọn ta nếu như còn tới kiếm bọn họ gây phiền thì bọn ta sẽ kiếm ngươi chơi đấy hiểu chưa nói vậy là đủ rồi hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi đi chơi với đám huynh đệ của mình đi bên này quỷ kiếm đã xuất hiện sau lưng bất tiếu lạnh lùng chém ra một đao tiễn thằng này về tây phương cực nhọc lát sau công tử phát lệnh cho cả đội thu công lúc này cố phi cũng lò dò bước lại nhưng mà đột ngột chiến vô thương đã khóa chặt hai tay của hắn và nói tóm được rồi cố phi la lên uể trẻ châu ngự thiên thần minh lột mặt nạ của cố phi ra còn hữu ca véo má cố phi và nói mặt là thiệt đây này đúng là thiên lý rồi hữu ca cảm thán quỷ kiếm có nhắc tới cực hạn thao tác hôm nay mới được thấy ngựa thiên thần minh đánh giá tình hình nhưng mà như này thì có nghĩa hắn đã phí phạm cái chức nghiệp pháp sư này công tử chạy ra véo má cố phi rồi hỏi đồng bọn hữu ca hiện giờ có kỹ năng dịch dung thuật nào không hữu ca trả lời hắn là không có cố phi dãy nảy lên các người đừng có sờ vào mặt tôi nữa công tử hỏi lại vừa lập công cái là đã làm màu làm mè rồi phải không cố phi cạn lời các người lúc sau ngự thiên thần minh ngoác ngoác ngón tay hỏi cố phi toàn mẫn để vị pháp sư thần cấp này dạy biết tăng điểm thể nào nhé cố phi xua say tay đáp ấy không 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 phải là thêm lung tung đâu toàn mẫn thực sự là phù hợp với tôi mà ba thằng ngự thiên thần minh hữu ca với chiến vô thương đần mặt ra hỏi đề cố phi giải thích bởi vì lúc biết với người thì quan trọng là bạo kích với tốc độ toàn mẫn là phù hợp nhất ngự thiên thần minh điên tích quát lên khốn kiếp qua phá hoại cái nghề pháp sư rồi cố phi bật lại chuyện người lớn bắt con sao hiệu được ngự thiên thần mình tức giận cắn lại quát con thì làm sao lúc trước anh đây là đệ nhất pháp sư đấy có tư cách gì mà nói anh không hiểu hả hữu ca lúc này thắc mắc cơ mà thiên lý tại sao cậu lại đam mê phong cách của cách đấu ra thế cô phi gãi đầu gãi tai giải thích bởi vì căn bản tôi chính là một cách đấu ra nghiên cứu công phu mà mấy thằng toát mồ hôi rồi ngơ ngác hỏi nhau công phu cách đấu ra nghiên cứu cô phi vung kiếm lên tạo dáng đúng thế đấy hãy xem chiều này chỉ nó thôi đã có bốn loại biến hóa nếu như cơ mà một tiếng cốp vang lên cắt ngang lời của cố phi hóa ra là công tử lấy trượng đập vào đầu thằng này và nói đủ rồi đừng có biến chiêu nữa giờ phải giả trang đã quân cứu viện của địch sắp tới rồi đấy cố phi bị gõ cho u đầu còn mấy thằng khác toát mồ hôi cố phi ngạc nhiên hỏi lại giả cái kiểu gì giờ công tử nhận định bất tiếu cũng không phải thằng đần tuy rằng chúng ta che mặt nhưng mà hắn có thể nhận ra trang bị tựa như xương chi hồi ức của kiếm quỷ nhất định đã bị giám định rồi cố phi lúc này mới hiểu ra là thế à trên đầu cố phi hiện lên một chữ nghèo Cơ mà tôi chỉ có mỗi một bộ này thôi. Công tử nói với cô Phi, chỉ cần cất kiếm đi ăn mặc y như pháp sư là chả ai để ý đâu. Mấy thằng ngự thiên thần minh, hữu ca và chiến vô thương đã thay đổi khác. Còn hàn gia công tử làm một bộ cứ gọi là lồng lộn. Mấy thằng đồng thanh la lên, tâm kế bòi. Công tử nhắc nhở, nhiệm vụ còn chưa có kết thúc. Bất tiếu nhất định sẽ tìm người trả thù. Hắn có hậu phương là tung hoành tứ hải, hẳn là đã tìm được người rồi. Ngự thiên thần minh đưa tay tra cứu kinh hành hội rồi xác nhận, đúng, hắn gọi người từ lâu rồi. Công tử lấy kế hoạch ra rồi phân phó mọi người chia ra mà đi mục đích là vân liệu nông trường ở thành tây từ bên đó trà trộn vào đám người luyện cấp chiến vô thương xác nhận ok con dê cố phi lúc này cố gắng níu kéo chờ cái đã mấy người thực sự không muốn học công phu với tôi à thế nhưng cả bọn đã vẫy tay chào cố phi hẹn gặp lại việc này khiến cho cố phi đau lòng muốn chết chuyển cảnh nông trường vân liệu hữu ca bật thông báo lên báo cho cả bọn tôi tới rồi hiện giờ vẫn chưa có gì khác biệt đây là khu luyện cấp đám ngoạn gia phổ thông cũng đông phết lúc này hữu ca phát giác ra cái đám người đi tới quay lại nhìn thì thấy một đám hùng hùng hổ hổ đi vào, Chiến Vô Thương thấy bọn này lập tức cảm thán, người cũng không ít thật, bên này, Cố Phi đang lục lọi trong hành trang, định kiếm vũ khí gì đó, hắn lấy ra cây gậy gỗ rồi nói, may quá, thôi thì dùng cái này để giả bộ đập quái thôi, thế là hắn cầm gậy gỗ đi lùa con hình nộm bằng rơm, tên này vừa đuổi vừa quát, chạy đâu hả? Hữu Ca toát mồ hôi nhắc nhở, thiên lý, đánh quái như thế sẽ bị người ta chú ý đấy, bên phía đám người tung hoành tứ hải vẫn cứ rầm rập kéo nhau đi, khi đi ngang mấy thằng tân thủ, bọn kia phản ứng đông người tới cướp quái thế à thằng khác nhắc nhở xịt đừng nói linh tinh bọn họ là tung hoành tứ hải đấy công tử nhìn thấy bọn này đi ngang qua thì nhận định xem ra bất tiếu cũng có lực hiệu triệu đấy ngự thiên tung hoành tứ hải có bao nhiêu người ngự thiên vừa bắn hình nhân vừa trả lời vừa lên cấp ba hành hội 300 người đã đủ luôn rồi công tử nhìn bọn kia rồi hỏi từ level 30 trở lên có bao nhiêu người ngự thiên thần minh trả lời cái đó thì không rõ lắm công tử cảm thán thật là đáng tiếc a à. bất tiếu thấy bản thân hậu đài rất cứng nên là chúng ta phải chơi với hắn rồi chiến vô thương hóng hớt nhìn theo bọn kia rồi nói bọn họ đều đi về phía vân bá sơn cốc rồi trẻ châu ngự thiên thần minh máu chó nổi lên hỏi có muốn tôi tập kích chết mấy cháu lạc đàn không công tử chấn nản ngăn cản làm thế gọi là đánh rắn động cỏ đấy thằng đần muốn thắng thì cầm tập trước cầm vương mọi người có thấy được bất tiếu không chắc hẳn hắn là từ điểm phục sinh đạo tặc chạy tới đây thiên lý về thành đi đạo tặc công hội thấy hắn thì cho đi gặp diêm vương luôn đi cố phi đeo mặt nặn lên rồi nói nobel jobberlem chuyển cảnh đạo tặc công hội bất tiếu chạy hục hục như châu húc mà gạt mấy thằng kia ra tránh ra bất tiếu cay cú chửi thầm một lũ khốn nạn ta nhất định phải cho các ngươi đẹp mặt người trong hành hội đã tập trung rồi để xem bọn chúng làm sao đối phó được nhiều người như thế xem ra uy danh của ta trong hành hội cùng khả đấy chớp mắt đã có nhiều người tới bán mạng cho ta bất tiếu lúc này ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào rừng đám tinh anh công tử hỏi thăm nhau thiên lý thấy bất tiếu chưa hả cô phi trả lời đến cái bóng còn chả thấy bất tiếu lúc này không chạy nữa hắn chuyển qua đi bộ Xài bước thật dài, Quỷ Kiếm núp trong bụi thông báo tình hình, tôi thấy hắn rồi, Ngự Thiên Thần Minh xác nhận, tôi cũng ở gần đó, Quỷ Kiếm mau lên luôn đi. Quỷ Kiếm bên này đã nhảy ra khỏi bụi cây và nói, "Dứt thôi, trẻ trâu Ngự Thiên Thần Minh cười nham nhở, để anh đây truyền hình trực tiếp cho mọi người hê hey hê." Hey. Đồng chí Quỷ Kiếm đã phát động tiềm hành, tới gần bất tiếu. Quỷ Kiếm chậm rãi bước tới, một bước, hai bước, thật ngại quá, phải là đếm ngược thì mới kích thích chứ nhỉ. Quỷ Kiếm nhanh chóng phát động bối thứ, một chiêu chí mệnh, tuy rằng không biết là đâm vào eo hay là vào mông. Bất Tiếu hình như vẫn chưa từ bỏ, cố gắng lột mặt nạ của quỷ kiếm, chẳng qua còn cách hay hơn, quỷ kiếm trực tiếp bỏ mặt nạ ra đi, đảm bảo thằng cha đó sẽ sợ mà chết luôn. Quỷ kiếm tức giận mắng, cút, Bất Tiếu chả hiểu con mẹ gì. Quỷ kiếm lại vung tay về phía mặt quỷ kiếm, nhưng quỷ kiếm đã lấy tay gạt ra, sau đó, hắn lại lạnh lùng vung đao lên, xẹt một tiếng, quỷ kiếm chém một nhát thẳng vào ngực của tên Bất Tiếu, khiến thằng này bay màu. Quỷ kiếm tuyên bố, đã thịt xong, Thiên Lý, chạy qua đạo tặc công hội luôn đi, hắn phục sinh bên đó đó. Cố Phi nghe thấy thế, lập tức sung sướng nhận lời. Ok con dê, chuyển cảnh, đạo tặc công hội. Bất Tiếu đã hiện hồn về đây, hắn chống tay xuống đất. Sau đó, tên này tức nghiến răng, gằn giọng quát: Ta phải lột ra các người. Bất Tiếu chạy ra khỏi đạo tặc công hội, hắn dao giác nhìn quanh một hồi. Đột nhiên, Bất Tiếu giữ người ra, mặt hắn ngu hơn cả chó. Hóa ra là Cố Phi đang chống kiếm nhàn nhã ngồi một góc chờ sỡ. Hắn thản nhiên hỏi: Làm gì mà mãi mới ra thế? Chờ lâu thấy ớn rồi, Bất Tiếu. Bất Tiếu nhìn thấy Cố Phi, lập tức như chó nhìn thấy exeter vội vàng bỏ chạy lại là tên ôn thần này trốn xa hắn ra mới được trong lòng tên này thầm nghĩ phía trước là điểm phục sinh chui vào đó đảm bảo an toàn cố phi thấy thằng kia bỏ chạy hắn liền đứng dậy tạo dáng bất tiếu vừa chạy vừa nghĩ lũ khốn kia lại cứ nhằm vào mình phải kéo người trong hành hội về bảo kê mới được nhưng đến khi bất tiếu chạy được một lúc không thấy ai đuổi theo hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi biến đâu rồi cố phi không biết từ đâu xuất hiện chém cho thằng này ba nhát bay màu rồi nói nhìn ngó cái gì đấy bất tiếu vừa mới thò đầu ra đã bị cố phi đập cho bay màu cố phi thầm nghĩ thật là lạ làm sao một đao đã thịt xong rồi lẽ nào là do chết mấy phát rồi đẳng cấp bị rơi nhiều chả trách vừa rồi mình đuổi theo nhẹ nhàng quá hơn nữa toàn mẫn pháp sư sao đuổi được toàn mẫn thích khách có khi hắn chả phải toàn mẫn chẳng qua chắn phèo mà hắn thấy ta đã bỏ trốn còn vô vị hơn đánh quái chuyển cảnh bất tiếu một lần nữa lại được phục sinh cái mặt thằng này cứ gọi là tím tái như đít nhái cố phi nhìn thấy thằng kia bước ra thì cũng lạnh lùng bước tới hắn tức tốc lao vào công kích soạt một phát đã tiếp cận bất tiếu thằng kia thấy pháp sư sách kiếm lao tới lập tức điên tiết mà quát lên tên khốn tới đây ai sợ ai hả cố phi liên tiếp chém ra ba bốn nhát bất tiếu vất vả chống đỡ vừa đánh vừa lùi canh 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 bất tiếu thầm nghĩ quả nhiên không chống được bởi vì đẳng cấp không đủ sao vừa mới nói xong cố phi đã vuốt ngược thanh kiếm lên chém dọc từ dưới háng lên trên mặt bất tiếu một đường sâu hoắm bất tiếu lại bay màu trên cành cây chim hót lý lo là líu lo mấy đứa bàn tán với nhau mấy người có thấy không nhìn kia tên đạo tặc đó phục sinh rồi một tên pháp sư đuổi theo đòi thông một tên đạo tặc bất tiếu lại được hiện hồn về trong điểm phục sinh hắn tức giận nhìn quanh nhìn quất tên này cứ gọi là tức điên hết cái đầu thầm nghĩ tên khôn pháp sư đó vậy mà chém ta ngay trước mặt mọi người thật là mất mặt cố phi bên này nghe thằng kia chửi loạn lên thì nghĩ thằng này sắp phân liệt tinh thần rồi bảng thông báo cửa sổ chất hiện ra làm sao giờ làm sao giờ làm sao giờ bất tiếu có khi bị giết tới ngu người rồi không hắn chết mấy lần rồi có lần nào tè ra quần không he 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 Công tử mở cửa sổ chát lên hỏi: "Giết nhiều lần vậy, hắn đã rơi trang bị chưa?" Cô Phi trả lời: "Tạm thời chưa có." Ngự Thiên Thần Minh ngạc nhiên hỏi: "Không phải chứ tên này vận may tốt quá vậy, nhiều lần vậy mà không bạo trang bị gì?" Công tử hỏi lại Cô Phi: "Vừa rồi hắn thấy cậu thì có phản ứng gì?" Cô Phi trả lời: "Sợ hãi, sợ hãi vô cùng." Công tử hỏi tiếp: "Sau khi bị giết?" Cô Phi trả lời: "Phẫn nộ, phẫn nộ vô cùng." Công tử nghe xong thì nhận định: "Vậy thì đại khái bọn chúng sắp gọi người về tới nơi rồi, còn có" một tên pháp sư level 30 mà mặc đồ tân thủ là dễ bị nhận ra lắm. Mau đi kiếm bộ khác đi. Cố Phi lúc này xuống tinh thần hỏi, hay là kiếm bộ phòng ngự cao hơn nhỉ? Tốt nhất là tăng thêm lực lượng hoặc mẫn tiệp đi. Quỷ kiếm giới thiệu, tấn ảnh đấu bồng thường có thêm mẫn tiệp thuộc tính, cường giả đấu bồng thường tăng thêm lực lượng, còn phòng ngự thì trả cái nào hơn khôi giáp của chiến sĩ. Cơ mà muốn mặc thì phải thêm lực lượng, mà cậu có thêm lực lượng không đó? Cố Phi nghe xong trả lời, tạm thời còn chưa có thêm, chờ về sau tính đi. Nghe xong, ba thằng ngự thiên thần minh chiến vô thương hữu ca đều cạn lời ngự thiên thần minh kêu ré lên pháp sư mặc đấu bồng anh mày sắp khóc rồi chiến vô thương nói thêm chờ thiên lý mặc khôi giáp đi rồi khóc cả thể nhé công tử chấn nản than thở cái tên pháp sư này thiệt là loạn xạ mà tôi đang tính phải kiếm một tên pháp sư chính hiệu về quá ngự thiên thần minh dẫm chân bịch bịch tức gì khói nói sớm biết thì tôi đã chơi tiếp pháp sư rồi Chỉ ít cũng làm gương cho thiên lý công tử nói tiếp chúng ta về thành đi thôi thiên lý nhớ để ý bất tiếu xem sao có cơ hội thì do thám hướng đi của hắn xem hắn nản lòng chưa cô phi lúc này hỏi lại vậy giờ đi mua đồ hay đi thám thính tên đó công tử lạnh nhạt trả lời tự mình liệu việc mà làm đi má cô phi gãi đầu thầm nghĩ vẫn là nên đi theo bất tiếu quần áo thì ngày méo nào mà chả mua được bất tiếu thì không phải ngày nào cũng đụng tới thế là hắn lại xách thanh kiếm của mình đi ra chuyển cảnh điểm phục sinh đạo tặc công hội bất tiếu đã hiện hồn về đây tên này tức giận thầm nghĩ lũ người này chậm chạp dữ, ta chết mấy lần rồi còn chưa thèm lòi cái mặt ra lúc này cô phi đã vác kiếm đi tới và gọi hay bất tiếu bất tiếu muốn lòi mắt ra hỏi hay cái con em nhà ngươi ngươi lại tới làm cái méo gì hả chỗ này là điểm phục sinh an toàn tuyệt đối ta không ra thách ngươi giết được ta dám đuổi vào trong này không đã giết ta nhiều lần rồi còn muốn gì cô phi lúc này lạnh nhạt trả lời hỏi một câu mãi mà không biết chán à thành thực dùng đi cha bất tiếu cười phá lên ha 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 thành thực hả được đã thế thì thành cơm cho ngươi xem nói rồi thằng này liều mạng với tay chụp lấy mặt nạ của cô phi cô phi cười giễu cợt nhìn kìa đã nóng tới mức cháy rồi cố phi thấy thằng kia chụp tới lập tức hạ trọng tâm cúi người xuống né sau đó hắn thuận đà vung kiếm ra chém cho bất tiếu một nhát trên bụng của tên này chỗ bị chém chúng đã có ngọn lửa cháy lên cố phi lại vung kiếm ra chém tiếp phát thứ hai xoẹt lần này chém dọc từ trên vai xẻ xuống háng bất tiếu gào lên hai chữ chết tiệt sau đó tên này bị bốc hơi lúc này có ba thằng khác đã hiện ra phía sau cố phi và cười nham nhở ha ha ngươi thoát không nổi đâu cố phi nhếch mép cười khinh bỉ hỏi giờ mới xuất hiện có phải muộn rồi không đầu lĩnh của các người chết rồi mấy thằng kia lúc này mới đần mặt ra hỏi nhau hắn không phải đã sớm phát hiện bọn ta chứ thằng khác phán đoán hư trương thanh thế thôi cố phi vẫn không thèm nhìn lại hắn thản nhiên nói sắc khí của các người nặng vậy không phát hiện ra cũng khó một thằng cầm trọng kiếm la lên đừng lắm lời chịu chết đi bên này bất tiếu cây cú nhắn tin cho bọn kia lũ ngu này đừng có giết hắn nhanh như thế chứ càng nhắn thằng này càng tức tức đến nỗi xanh hết cả mặt mày bất tiếu nhắn tiếp không làm rõ hắn là ai thì không phải hy sinh vô ích sao lúc này bất tiếu cũng đã hiện ra hắn thầm nghĩ thời gian phục sinh tới rồi mấy thằng bên này chạy học học tốc độ phải nhanh lên không là bất tiếu ca tức giận đó chúng nó no cắm đầu cắm cổ mà chạy bên này bất tiếu thấy cố phi đang chém từng thằng bay màu thì nghĩ người của chúng ta đang bị một tên pháp sư đè ra đánh đè ra đánh hiểu đúng nghĩa đen luôn đi bất tiếu lúc này thi triển ra một chiêu bối thứ hắn định đâm lén cố phi nhưng cố phi chỉ nhẹ nhàng đặt thân kiếm ra sau lưng kem một nhát đã chặn lại được công kích của bất tiếu bất tiếu thấy mình thất thủ lập tức la lên không phải chứ cứ như sau lưng hắn mọc mắt vậy cố phi lại vung kiếm lên chém keng một nhát thanh đoàn kiếm của bất tiếu đã văng ra mấy thằng đệ của bất tiếu nói với nhau chúng ta cùng lên giải quyết hắn luôn bất tiếu tức giận quát không được giết phải lưu lại cái mạng hắn hắn mà chết sau đó phục sinh thì chả ai tìm được nữa cố phi thầm nghĩ cái này cũng tính là hắn suy nghĩ chu toàn cơ mà vụ này cũng giống như trận đương dương trường bản tào tháo ra lệnh phải bắt sống triệu vân cuối cùng không phải để cho triệu vân đơn thương độc mã cứu chủ chạy thoát sao bất tiếu bên này cười nham nhở hết cả hắn vung kiếm lên chém Xoẹt một nhát một đường kiếm chém thẳng vào đầu cố phi bất tiếu cười nham nhở nói lần này thì ta đánh chúng ngươi rồi nhé quả này thì ngươi phải cố phi thấy đầu mình bốc khói hắn liền tỏ ra thản nhiên đáp lại ờ ờ ờ bất tiếu gào loạn lên làm sao ngươi không bị thương hả ta rõ ràng đánh chúng ngươi mà cố phi chỉ xuống đất rồi trả lời chúng mày có phải bị ngu rồi không đây là khu an toàn để ọp đó anh chui vô đây là được hệ thống bảo vệ mà bất tiếu ngồi xuống khóc lóc Ta thật khó khăn lắm mới đánh trúng hắn, tại sao lại không được? Ta hận a." À. Cố Phi ngồi xuống an ủi, "Vận khí của ngươi đã rất tốt rồi đó, chết bao lần mà có bạo trang bị nào đâu?" Bất Tiếu nghe xong, lập tức lùi xa chục mét nói, "Ngươi lại còn muốn bạo trang bị của ta?" Cố Phi cười nham nhở thầm nghĩ, "Ấy chà, bị lộ rồi." Lúc này, một thằng học tốc chạy vào thông báo với Bất Tiếu, "Đại ca, viện quân lập tức tới rồi." Cố Phi lúc này thầm nghĩ, "Người của bọn họ càng ngày càng đông, phải tìm kế sách thôi." Thế là bật thông báo lên, nhìn thấy tin nhắn của Cố Phi truyền tới, công tử bên này giật mình kinh ngạc hỏi hử thiên lý còn chưa tèo này thiên lý bị bao vây rồi quỷ kiếm ngạc nhiên hỏi vậy chúng ta có đi luôn không cố phi nhắn tin tôi trùng hỗn ở khu an toàn đám người đó không giết được tôi công tử hỏi lại có lao ra ngoài được không cố phi đáp lại để thử xem công tử nói thêm bọn tôi lập tức tới đây nhưng cố phi đã ngăn cản khỏi cần đám người đó đang tăng quân số đó chúng ta có tập hợp thì cũng không giết nổi 300 người đâu công tử đáp lại được vậy cố lên bọn này đi uống rượu cố phi lúc này giật mình thầm nghĩ mình có phải là nói sai gì không cảm giác như là bị đội hữu vứt bỏ vậy sau đó hắn quay sang nói với bất tiếu ê này anh đi đây bất tiếu hỏi lại dê mai chơi ông phải không giết ông bao nhiêu lần rồi mà còn đòi đi lên hết cho ta mấy thằng bên này đưa mắt nhìn nhau hỏi chúng ta hiện giờ rốt cuộc lên hay không đây ai mà biết được nhưng bọn này chưa kịp phản ứng chúng nó đã bị cố phi phóng vụt qua cái bóng của cố phi lướt qua mấy thằng la lên nhanh quá một thằng pháp sư hét lên Mau chặn hắn lại, hỏa cầu, nhưng Cố Phi đã biến con mẹ nó mất. Thằng này đần mặt ra nhìn. Cố Phi xuất hiện phía sau, kê thanh kiếm lên cổ thằng này rồi hỏi: "Chú muốn chặn anh hả?" Xẹt một nhát, Cố Phi cứa một đường, thằng pháp sư bay màu. Lúc này, có mấy thằng đã bao vây Cố Phi, hắn trầm mặc không nói gì. Cố Phi liếc mắt nhìn mấy thằng xung quanh, sau đó thầm nghĩ: "Người thường không có chơi loạn trang bị như mình, nên đảo mắt là nhận ra được bọn họ chơi cái gì, hiện giờ phải ra tay với đám pháp sư mục sư máu giấy đã." Đúng lúc này, có mấy thằng đã xông lên tập kích cố phi cố phi lướt qua bọn này nhắm đến một thằng pháp sư thằng kia sợ hãi la lên á nhô má ơi cố phi lướt qua hai thằng lập tức hai thằng đã bị chém cho bay màu một thằng đần mặt ra nói với cả bọn bật hách hả một thằng khác trấn an đừng có lo viện quân của ta đang tới mạnh mẽ lên bất tiếu chửi ầm lên mười mấy thằng đánh một thằng mà còn gọi viện quân các người có nhầm không hả cố phi bên này đã lại đập vỡ mùng một thằng đường kiếm của hắn còn kèm thêm hiệu ứng lửa cố phi thầm nghĩ cứ éo à éo ợt chả thú vị méo gì cả không ai chặn nửa thì mình lượn thôi lúc này có một thằng giáp sĩ vung trong kiếm chém cố phi rồi quát một tên pháp sư rác rưởi thì có gì đáng sợ bất tiếu trông thấy thế vội vàng quát lên đồ đần dừng tay thằng giáp sĩ kia chắn nản nói vậy thì tôi chặn hắn là được chứ gì chiến sĩ chả một đao nhỡ hắn tèo rồi thì làm sao đây cố phi lúc này im lặng không nói gì sau một lúc hắn mới nói xem ra bất tiếu là định đã sai thì sai tới cùng đây bất tiếu ra lệnh cho thuộc hạ bao vây tên đó lại ai lột được mặt nạ của hắn ắt có thưởng lúc này có mấy thằng đã lao đến bao vây cố phi vào giữa một thằng vung đao ra chém cố phi cố phi nghiêng người vung kiếm đỡ lấy sau đó tiện tay chém thằng này một phát bay cả thanh đoàn đao ra ngoài Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!